BKAV vừa chính thức công bố chương trình bán trả góp Bphone. Theo đó, từ ngày 4 tháng 11, người dùng có thể đặt mua trả góp Bphone với giá từ khoảng 3 triệu đồng và được lựa chọn các gói trả góp trong vòng 6 đến 18 tháng. Đặc biệt, từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12, người dùng sẽ được hưởng lãi suất 0% khi mua trả góp. BKAV cũng cho biết, trong thời gian tới, Bphone sẽ có mặt ở hầu hết các chuỗi bán lẻ di động ở Việt Nam và có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc.